Ok anh em ơi, quay trở lại làm vài tay hũ nhờ. Thì với con hũ 50 củ kho, à xin lỗi anh em, 50 hàng này. Nhầm, cứ nhầm thằng 50 củ kho anh em ạ. 50 hàng này thì hôm nay với cái mức vốn của mình là 30 củ thôi. Đấy thì mình sẽ chinh chiến con hũ 50 hàng này nó như thế nào anh em nhá. Bước đầu tiên thì chúng ta bắt buộc phải làm là lên vốn. Cho nên khoảng là đâu là củ rưỡi, à đâu xin lỗi, 150 đi anh em nhỉ, 150 đi. Nâng lên khoảng 150 nhá. Thì con này có tên là ba follow relay anh em ạ. Relay cái relay gì đấy, ba follow relay. Đấy. Ok, 150 rồi nhá. 150 rồi. Chúng ta cùng nhau vào làm vài tay cho nó nhẹ nhõm, cầu khí tinh thần. Đấy, tự động quay luôn. Thì với cái hũ 50 dòng này ấy, thì nó khác biệt với những con hũ khác. Nó khác ở chỗ là 50 dòng thôi. Chứ nó không khác gì đâu. Những con kia thì nó có 20, 25 dòng, 40 dòng là cao nhất rồi. Thì con này có hẳn 50 dòng. Thì mình triển khai nó cho nó nhanh. Đấy thì trước kia mình cũng đã từng quay hũ ở rất nhiều chơi chỗ rồi. Như ở Go 88 các thứ nhỉ. Nhưng mà hũ Go 88 như cái quần vậy. Và Hà Nội nó như quần què ấy. Húp này. Húp 300 nghìn này. Đấy, hũ Go88 như con què ấy. Toàn như hút máu đấy chứ không thể ăn hũ thế nào cả. Lại hút tiếp này như này. Đấy thì mình chơi các cạnh game rồi thì hũ Go88 nó tệ hại nhất mình từng thấy luôn. Hút tiếp này anh em này. Ba tay hút liên tục này. Em thấy ổn chứ? Tất nhiên là phải ổn rồi đúng không? Đấy thì cái hũ nó rực rỡ như này rồi. Bây giờ mình sẽ hút tiếp này. Hũ 50 dòng có khác anh em ạ. Đẳng cấp nó thượng thừa luôn. Giờ mình sẽ vào đá vài tay tài xỉu đi nhỉ. Đá nhẹ vài tay tài xỉu nhá. À, phải có 612. Xỉu 612 anh em ạ. Có xỉu 9 tiếng này sẽ phang tiếp vật xỉu đi. Đấy, theo cái ý kiến của mình thôi nhá. Theo quan niệm của mình tiếng này mình sẽ vào xỉu tiếp. Húp hụ tiếp này không biết được bao nhiêu đây. Penguin còn bao nhiêu, 750 anh em ạ, 780 penguin nhé, được chưa anh em, ổn cả chứ, chết rồi, ít nhầm cái này đi rồi. Đấy vào đây tiếp, treo để gọn nó vào đây, húp tiếp này, húp liên tục luôn này. Không có thời gian nghỉ luôn, hũ gì mà hũ húp đều như vậy chứ. Nào, sạc cái pin điện thoại vào, không là hết pin là khó săn hũ lắm đây. Húp tiếp nhá, 169 cơ à. Anh em thấy sao? Ổn áp chứ? Quá ổn đấy chứ. Giờ mình sẽ nặn cái tiếng tài xỉu này. Chờ nó có húp như ầm ầm như húp con hũ này húp không nhá. Húp luôn chứ còn gì nữa, 2 3 4 húp luôn tiếng tài xỉu này luôn. Ngon đét anh em ạ. Thế là mình đang húp full đấy. Một con xỉu 9 nữa. Xem tiếng này nào. Xỉu 9 kép 9 như này anh em đánh vào đâu ạ? Khi mà nhìn nhá, con kép 9 như này. Húp hũ tiếp này. Hay nhỉ. Kép 9 này nó gãy nhá. Đấy thì kép 9 này mình cũng cho nó gãy luôn. Bẻ sang tay luôn, húp hũ luôn. Ba củ. Hũ đang húp liên tục anh em ạ. Đúng 50 dòng nó phải khác biệt đúng không? Húp tiếp này. 169 cả. Tiếng này húp mới to này, húp tiếp rồi, penguin cơ. Penguin thật cơ anh em ạ. À. Úi dồi ôi, không phải penguin mà là cái gì ấy, Halloween. Úi dồi ôi, quả húp này đẳng cấp này, một của hai. Tuyệt vời. Hũ 50 dòng nó phải khác biệt với những con hũ khác ở chỗ đấy anh em nhé. Húp tài luôn. Húp tiếp luôn. Gọi là chỉ có húp liên tục thôi. Hũ này ngon vãi lìn luôn anh em ạ. À. Đúng rồi, 50 dòng nó khác biệt so với... Lại penguin rồi. Ơ kìa. Penguin tiếp này. À, không phải penguin đâu, cái gì nữa. Halloween. Vẫn mega kin cơ. Úi dồi, húp tiếp một của tư nữa. Anh em thấy ok chưa? Đấy, nó phải gọi là tuyệt vời, bú luôn. Đấy. Cuốn hụ quá là ok đấy. Tại mình lên 36 củ rồi. À, bao nhiêu đây? Cái gì đây? 10 lượt coi miễn phí trăm. Ok, tiếp tục luôn các bạn nhỏ, 10 là còn miễn phí nhá.
Tiếng này nó về 14 à? 14 dã tiếp một tiếng có xỉu đi. Tiếng này là 1 2 3, 3 củ xỉu đi. Xem 10 lượt quay bị phí này chúng ta thu hoạch được gì không nhá. Đây húp rồi, húp rồi, húp rồi, ăn rồi, ăn rồi, rồi. Nhìn cái này biết ăn rồi. 392k. Còn 7 lượt nữa. Ôi dồi ôi, 614 anh em ạ, động má nó kìa. 61 giờ 4 Hà Nội nữa. Chạy có thể 61 giờ 4 được ta. Mẹ cày nhỉ. 61 giờ được cả 4 nữa. Chịu rồi đấy. Đúng là ý chơi thuận thiên. Tiếng này 14. 14 nó xuống 11 à. Tiếng trước cho nó 2, 3 lên. 14 xuống 11 thì con 11 này. Theo ý kiến của mình con 11 đây nó gãy. 11 vị trí này nó gãy này. 11 ở vị trí này khả năng nó sẽ sang xỉu. 1 2 3 4 củ xỉu đi. Đấy. Chúc mừng bạn đã nhận được một củ. Ok bạn nhỏ. Tiếp tục quay. Mà đổi cay cục tay 6 3 à, 6 4 1 quá. 1 4 6 anh em ạ, cũng tức ngang với anh em đánh tài mà ra 6 3 1. Mình đã gọi là hưởng một pha 1 4 6 điên thích của người. Mẹ 5 3 4 anh em ạ. Húp hũ rồi nhưng mà mẹ ăn ra xíu hơi gay nhỉ. Ăn hai tay liên tục xong gãy hai tay liên tục. Ra hết lãi luôn. 14 12 11. 14 11 12. Con 12 này đánh cái gì được đây? Tiếng này đá và tài à, và xỉu tiếp đi. Cầu tiếp về. Đấy, toàn giác kim cương Phật đã nói thế. Vừa ăn được quả hũ 350 nữa. Ăn tiếp quả hũ này nữa phát nữa đi, đúng không? Này tiếng này liều đi 10 củ nhỉ. Nâng lên 10 củ đi. 10 củ liều phát nhá. Năm win ăn tiếp hũ rồi. Hũ lại ăn tiếp rồi. Xem tay tay xỉu này như nào nào. Ok xem nhá, cùng xem nào. Ăn luôn. Ok, ngon. Ít tay xỉu đã xem hũ nào. Hũ cũng đang ăn một cách rực rỡ luôn, không hề thua kém tay xỉu luôn. Lại 10 củ rồi. Hũ ăn như nào, tay xỉu ăn như thế luôn anh em ạ. Hầu như không có thời gian nghỉ, đúng không? Hũ ăn dồn dập, ăn tới tấp. Ăn từ đầu đến cuối. Đấy. Và mình sẽ gọi là đồn kèo sớm lại đây thôi. Đồn kèo nhá, lãi rồi. Kể cả 10 là có miễn phí đi nữa mình cũng nghỉ thôi, bởi vì đang có một chút công việc khá là bận bịu nên là mình quyết định là anh em thông cảm cho mình nhá. Mình sẽ nghỉ ngơi ở đây. Đấy. Với con hũ ngon như này, dù không muốn cách xa đâu nhưng mà thôi, vẫn cố gắng để cho hết 10 là có miễn phí này xong mình hẵng nghỉ. Xem thu hoạch được gì ở đây không. 100k này, một tiếng. 6 cái nữa. Ăn tiếp rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Tiếng này ăn rồi. 300 này, tiếng này không biết còn được một củ không. Tiếng trước thì được một củ. Ở cái lần coi miễn phí trước thì còn được một củ. Không biết lần này được bao nhiêu nữa đây. Lần này chắc kém hơn lần trước một chút xíu. Tổng cộng là mình nhận được 640 nhá. Rồi và mình đã quyết định mình đồn kèo đây. Anh em có hứng thú thì anh em có thể triển khai con hũ 50 dòng này của mình luôn. Đấy, còn mình bây giờ mình sẽ nghỉ. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo của mình. Bye anh em nhá.